Bao công chứng bao ủy quyền cho các anh em. Con này cũng vậy luôn. Bao ủy quyền bao công chứng cho anh em. 19 triệu nha anh em ha. 19 triệu á. Mình nhắc lại nha. 19. Con này mới về thì 25 triệu đặng số. 25 triệu đi 13.000 coi không? Cướp đẹp cho anh em ha. Hàng mới về nha. Cây chuẩn nha anh em nha. Chưa rớt đầu đèn nha anh em ha. Chưa rớt ốc đầu. Cục giác đầu thẳng xe hết nha. Con coi là mặt. Máy đời nhẹ chứ nổ đang nổ máy anh em. Đang nổ máy này ha. Bộ ít thối luôn nha, bộ ít thối luôn nha anh em ha. Ok, rồi, tiếp tục. Mình quay trước mấy con mới về thôi hả? Dạ. Con này có siêu rút FA này. À, V3 anh em, bữa anh em có V3 mới về thôi. V3 rất nhiều nè, giá có 28 triệu 500 ngàn bao rút hồ sơ cho anh em ha. 28 triệu 500 bao rút hồ sơ. Dạ, 2023 luôn nha anh em ha. Đó, biển số thành phố Cần Thơ nha anh em ha. Đó, thành phố Cần Thơ, xe chính chủ. Anh em mình xem cứ team chưa xỉ mạnh đi rồi dạ. Mình quay hết cho. Rồi. Suzuki FI này cho Suzuki anh em. Suzuki FI nè, biển số 81A22688 nha anh em nha, biển số đẹp nha, lộc phát phát lộc cũng cho anh em nha, 88 nha anh em ha. Đó, giá cho 15 triệu 500 ngàn con này cho anh em nha. 15 triệu 500 à. 15 triệu 500 ngàn con này. Xe chạy 6.900 nha, 6.300 nha anh em nha. Bao chưa gớt tàu đèn, chưa nhích tua nha, anh em yên tâm. Xe mà là chuẩn có sao để vậy. Đó, rồi. Tại bãi hàng bảo hành mà anh em, bỏ bằng tâm mấy vấn đề đó nha anh em ha. Tiếp tục con bên này. Con này là con Jupiter anh em. Con xe này anh em muốn công chứng quyền con Jupiter này. Máy nổ thì thầm luôn nha anh em ha. Máy nổ thì thầm luôn. Nó đang nãy đang nổ. Con này giá nhiêu anh? Dạ, con này 8 triệu luôn nha. 8 triệu rưỡi anh. 8 triệu rưỡi nha. 8 triệu rưỡi anh em ha. Tất cả là xe chính chủ hết. Chính chủ hết. Toàn bộ chính chủ. Cái con này cái chú mua chiếc Jupiter màu bạc của mình anh em. Bữa con đi 3 ngày cây anh em. Đó, còn con này cũng Jupiter màu xanh. GB nếu anh em có tên chợ Bình Dương thì anh em cũng biết. Mình số 72 F1 9.2 con này nha anh em ha. Có 9.2 con quay rồi. Đó. Bao anh em chở hàng nọ luôn, anh em đi kén bao quay đầu lỗi 2-3 triệu nha anh em ha. Đó, xe đặc biệt là chắc xe hết bên này, bao chắc xe anh em cái gì thôi vấn đề đó nha. Tiếp tục phụ chờ. Phụ chờ bên đây anh em, phụ chờ 2012 lắp bạc nha. Lắp bạc anh em, nó lắp bạc, xe là máy nó là ok nhẹ nhàng. Có chống trộm đầy đủ hết. Giá bán con này 15 triệu 800 nha anh em. 15 triệu 800. Dạ. Đó, anh em nào mà mình kiểu như mình mua xe mình sợ sang tên được thì mình cứ tới đây đảm bảo với mọi người dạ. Là chắc chắn xe chính chủ hết anh em ha. Bây giờ anh em đi gặp giao thông rồi nọ thì mấy chú giao thông này anh em phải rồi đầy đủ chứng từ giấy tờ căn cước chủ xe hợp pháp thôi mấy anh em được cái ngọn anh em mua xe mà không hợp pháp thì lúc mà đi cũng khó anh em ha. Rồi quay a dạ mấy quay a này anh em xe biển số 71 biển số 67 con mình bán 15.200.000 nha các anh em ha. 15.200.000 nha anh em ha. 15.200.000 ba không nha anh em ha. Xe có mấy hàng cây nói chung mấy hàng nè anh em mến thì ủng hộ mình anh em ha. Tại vì thực tế cái dòng này nó dạ. Bây giờ đi cam nó cũng mắc lắm mọi người dạ. Chứ anh em mua giờ ra xe mới cũng 24-25 triệu đâu rẻ đâu anh em. Rồi radio bữa mình cũng bán con biển số màu xanh này nha anh em ha. Bán rồi đó giờ em màu xanh á anh em biển số dầu tiếng hả anh em cũng quay thấy á. Con này mình bán 36.800.000 con radio 150/2021 anh em ha. 2021 mà giá chỉ có 36.800.000 nha anh em ha. 36.800. Dạ. Còn tiếp đây mấy cái dàn hàng xe 125 mẫu cũ nha. Là mấy mẫu này mình báo giá nhiều anh em cũng nói này nó kêu nhưng mà xe tức nó ra chạy 3.000 cây thôi. 3.000 cây số nha anh em ha. 3.000 số. Mấy mẫu vạch này nọ còn luôn anh em. Đó, xe không mua giúp chị con xe mới. Giá mình bán này 3x bao sơ nha. Anh em mua 3x còn nhiều thì alo mình nha. Rồi, quay vô. Quay vô đây anh em. Biển số 3D1 31.800 con xe này nha anh em nha. 31.800 quay ô 2021 mẫu cũ nha anh em nha. Mẫu này mẫu cũ chứ không phải mẫu 23-24 nha anh em ha. 31.800 con xe thôi. Có dòng hẹp thì này cũng mới về, cái dòng hẹp đen nhám đâu, chi rút đâu nè. Cái con quay này mình bán rồi nha anh em ha. Cái chú ở đây ảnh chú đang ngoài Hà Nội. Rồi chú ở dân Sài Gòn. Con số bữa mình có quay. Rồi. F150 nè anh em. F150. Màu đen nhám. Mình cắt anh em ha. Hàng đúng chắc nha. Con trước sau ok hết cho anh em nha. Chở trước sau còn anh em ha. Xe màu đen nhám nha. Xe đi 5.000 chạy nha em. Tung hết xăng lên nè. Thẳng xe phải thắng còn nguyên hết anh em ha. Xe đẹp long lanh nha anh em ha. Đó. 30 triệu mình để số chạy nha anh em ha. 30 triệu đại biến. Xe hàng chắc nha anh em. Hàng siêu chắc nha. Đó. Hàng chắc nói chung hàng chắc lượng. Thì mình có dòng 215, 235, 150. Thì có dòng này dòng kia cho anh em lựa chọn. Chứ giờ mà xe xấu quá thì anh em nó nấu xấu đẹp. Có đầy đủ anh em hết cổ vô sẽ lẹ lét cỡ này ha. Nói chung tiền nào của đó anh em mua xe với coi cổ vô cái hắn nè. Nói trước là ok hết nha. Tài độ ok hết đầy đủ đi. Cái chỉ yên độ ok. Cái niệm đồ hẳn hết nha anh em ha. Niệm đồ hẳn hết.
tiếp tục siêu rút đây, tanker rút siêu rút này nè, 12.800.000 con xe này nha anh em, 12.800.000 nha anh em, 12.800.000 số đâu anh? Dạ con số này bị biển số Bình Dương em luôn anh, 81F1 anh, có 12.800.000 con xe này thôi. Tiếp tục bên này có con ẹt 150 cho anh em này, mẫu này là mẫu 2022 rồi, nhưng mà đúng giá là họ để móng luôn, ngoài chủ đi có tem lại nha anh em ha, chủ đi có tem lại xe rồi chỉnh xe hết cho anh em luôn, 4.900.000 nha anh em ha, bao cuốn hồ sơ cho anh em luôn, giấy phố thành phố Tân An nha anh em nha, 31.800.000 con này bao cuốn hồ sơ cho anh em nha, 2022 nha, hàng đúng lết nha, không đưa anh em đừng có sợ rất là đẹp cái gì nha anh em, hẳn xe hết cho anh em ha, mọi chức năng độ ok hết, bảo hành mấy con này là bảo hành cho anh em, mấy con này mấy phân khúc cao là bảo hành anh em 2 năm mấy con này nha anh em ha, phân khúc cao là bảo hành, viết okay. Giấy bảo hành đàng, có giấy tờ đàng hoàng đặt đó là 2 năm trời cho anh em đó anh em ha. Tiếp tục Vinner X, Vinner X lên đây anh em, mình có 3 con Vinner X TBS ABS 318 3 con thì 19.800.000 một con, anh em muốn lựa nào lựa nha, mình có 5 này đồng giá luôn à, mình còn 2 con kia nữa, còn 2 năm là 5 con đó, là muốn màu nào có ABS TBS đồng giá 19.800.000 một con, 19.800 một con đó, anh em cứ tới lựa nha. Dạ bên đây anh em, bên đây mấy cái dòng V3 2023 có mình bán 26.300.000 bao quốc chơi TBS nha anh em nha, xe chạy 4.000 cây số nha anh em nha, xe thành phố Hậu Giang đó, là rút hồ sơ là sao, là mình cái biển số ở Hậu Giang người ta mua con xe mình thì người ta sẽ ký cửa hàng mình phỏng chứng thì mình sẽ rút hồ sơ, là rút hồ sơ rồi nha, là rút hồ sơ, còn ra tên là hát nha anh em, còn để biển số là hát nha anh em, ba cái vấn đề nha anh em ha. Đó như con này là biển số 672A, là nó kêu có cái đĩa mâm này là ok, có này thế này là muốn chặt lon rồi phải dán nha anh em ha, cũng này lông xiên cho rất là ok, còn bán 268 anh em ha, 268 dạ đúng rồi, còn cặp bên đây nè 17.800.000 một con nha anh em, V1 máy zin hết nha anh em nha, tiền nào của đó nha, đầu nồi zin hết nha anh em nha, đó chưa gấp đầu chưa gấp nồi nha, nói chung là vậy thì khẳng định 100% hàng bao mà có hành nha anh em nè, chú phải xe nha anh em không, đó nó vô mới được chơi, giá bán có 17.800.000 con xe nha, 17.800 dạ đúng rồi, con bên này màu trắng đen, màu trắng đen số 78D1 cũng 17.800.000 con xe luôn cho anh em ha, 17.800 hả. Anh em xem thì like chia sẻ, muốn mua xe thì liên hệ qua số điện thoại là 0929291129 nào, mình có ghi ở phần bình luận đó anh em. Đó. Thì anh chị và bạn nào mình cần mua những cái dòng nào hoặc là mình cần hỗ trợ dòng nào thì mình cứ bình luận lên trên nha. Thì xe nó về thì mình quay cho anh em ha. Anh em đợi tí một số dòng xe Future, Jupiter rồi mình quay sau á. Rồi, cái này có mới về con Merkin nữa nè. Đó, bỏ kinh nè anh em, có hỏi mấy anh đó anh đi anh trải nghiệm thì xong anh trải nghiệm xong anh mua chiếc mô tô cái G15 của mình nha. À mua R15 giao lại cho mình nha anh em ha. Đó. Dream được này cũng có 5 tầng ơi. Xe chơi đồ chơi rất ok anh em ha. Mắt kinh. Cái này lên LED 2 tầng. LED 2 tầng anh em ha. Đó, có LED 2 tầng luôn, có đèn đá anh cái đèn gắn đèn đá. Mấy toàn bộ chức năng này anh em, dàn nhám á, là anh nhúng carbon hết cho anh em ha. Có cái đồ cổng sạc USB luôn nha anh em ha. Đó. Cổng chạy USB luôn, hai chìa khóa luôn nha anh em. Con này đẹp. Con này đẹp cho anh em luôn nha. Mắc kinh hẹn đô xe anh em là chạy nó dẹp này rất là ok nó anh em ha. Biển số ngay chủ thành phố Châu Đốc luôn cho anh em ha. Châu Đốc luôn. Đó. Giá có mình cái gì bô cái đầu đồ ảnh màu xin nhúng carbon luôn anh em ha. Bán con này 25.800.000 để con số cho anh em nha. Máy zin nha các anh em. Máy zin nha anh em ha. Okay. Vàng này vàng lông là vàng hoài là nhá, dán chùm keo hết luôn cho anh em nha, bao anh em dán tháo ra đi con xe mới đẹp lắm, anh em nào ở đây đi nơi mà dùng mắt kim ok hết thường mấy anh em mình coi mê mấy dòng này lắm à. Với lại anh em ở Tây Nguyên nữa, anh em có bồ chơi có bồ xịn chứ mấy có bồ tàu lao luôn nha anh em ha, đúng có bồ xịn đó, bồ nó đúng rồi nè bạn anh em ha, rõ là ok, hàng chuẩn xe không kiếm giấy trời phải khó nha anh em ha, nói chung tiền nào của đó như cái anh em đó. Rồi cái này cũng có con ẹt này cũng đẹp nè, đèn nhám này xưa anh em mua con xe là biết bao nhiêu tiền đó, con đèn nhám này trước nó hot lắm, nếu dạ. Mà năm 2018-19 là gần như là không có hàng để bán, đúng phục đỏ nha anh em nha, anh em mua đèn nhám phải đúng phục đỏ chứ không phải phục trắng nha, phục đỏ là được, có được ok nha anh em ha, phục đỏ nha, đó xe là ống tán là ok hết, vỏ trước vỏ sau còn anh em nha, đó con xe cỡ này mà vỏ trước vỏ sau còn, nói chung là anh em mua xe là rất quan trọng với vỏ trước vỏ sau, cốt trước cốt sau, cổ bô xe ta thắng nữa, ta thắng là ok, tay không được biết anh em ha. Để hết cho anh em. Zin. Giá anh bán 21.800.000 nha anh em ha. 218. 218 thôi anh em. Rồi. Tiếp tục.
Con Click đây. Dạ. Con Click đây nè. Con Click này là biển số Sài Gòn. Ba con trứng ba lý quyền cho anh em. Về muốn nhám là về muốn nhám là ok hết cho anh em nha. Bán con này là giá là 11.800.000 nha anh em. 11.800.000. Dạ. Rồi, tiếp tục con bên này. Con bên đây là ngẹt, rẻ là 28 anh em, tại có đi cái mâm. Mâm y nè. Đó. 77C1. Mình bán con này giá 16.800.000 con. 16.800.000. Đó anh em thấy không? Tiền nào của đó anh em, nó rẻ. Đó anh em ha. 16.800.000. Máy riêng nha anh em ha. Còn đây hai dòng có mắt kính. Mắt kính. Con này là mình bán 2X đầu cơ đi. Đó, còn con bên đây thì 22 triệu là 3 quốc đầu cơ cho anh em. Đang nhám xanh anh em ha. Đó cái dòng của cô. Nếu ít này mới về nữa. Cho sáng mình thấy có chú nào mà hỏi basic đi. Dạ. Basic thì nó có một con, bữa nay còn một con nữa. Đó, chú nào mà đam mê, anh em nào mua xe liên hệ qua số điện thoại là 0929291129 á. Sẽ có người trả lời cho anh em á, số điện thoại mình đang ghi ở phần bình luận á. Đó. Basic cho anh em này. Rồi chú nào mà đam mê basic thì rồi. Con này mua chạy sướng lắm, con này đẹp lắm. Dòng này thì đi phượt nè, chạy đường xa nè, chở bạn rồi đi thôi với sướng, ngồi đỡ đeo lưng á, bị số điện thoại cũng đẹp nè. 0289 nè. Dạ. Bơ xí ok, không giúp chạy, không đâm đụng, không té ngã gì anh em ha. Cản này anh em thấy cái cản mà nếu mà cái cản là nó sơn phết không có. Chủ đi rất là đẹp. Chủ của đi rất kỹ, nó chung tiền nào của đó nha anh em. Hàng mười mấy nghe triệu thì anh em mới thấy nó phân văn ở sao mà cửa hàng em bán giá vậy, nhưng mà nó ok anh em thấy không nè, cái cửa nút đời anh em mua xe mấy cái nút đời con này nó liên lạc nó liên lạc nó mòn, nó đi nhiều nó sẽ mòn nhiều, mà chủ nó đi chạy là cái bấm đây không tranh kỹ ra bấm đây, còn như tàu người ta vuốt đây thì từ nó mòn hết đây. Bao nay là cùng ghim hết, nút ghim hết luôn anh em thấy không, nó tài hãng ghim luôn chưa bao giờ mà pháo tại vì nhiều anh em ví dụ như xe lô người ta thay dạ. Thấy thắng đồ các kiểu không, nó không ai không nói vậy đâu. Mình dựng con xe nó nét quá, mình bán cho khách hàng mình nhìn nó nản con xe đó nghe. Chứ là mình hàng này bảo hành đó. Ừ anh ơi xe bị này, xe bị kia này nhỉ. Tối nhức đầu lắm. Nó phiền lắm, ủa anh em đi dọc đường chết máy chết này chết kia phiền lắm. Mình bán hàng mới ok hết cho anh em. Đó, không giúp chạy là không giúp chạy, bao anh em thầy thợ. Không có đâm đụng gì hết. Đó, hàng chắc mà bảo hành chắc cho anh em mà. Đó, đúng rồi. Không giúp chạy thấy mấy điểm rồi nè. Điểm mà tán ngã con này mới thật anh cần hết nha anh em ha. Thì nhiều lúc anh em quay cái hái sao mình bán con này nó ở giá cũng vậy có 21.800.000 con xe nha anh em ha. Anh em nào thích thì chốt á. Dạ. Chốt liền nha, số điện thoại là 0929 1129 á. Dạ. Đó basic kiếm ra con đẹp như này rất hiếm nha. Dạ. Chào 200 anh em nha. Rồi ô tô thì R15 bữa nay còn 5 con cho anh em á. Dạ. 5 con em mới, con này em mới về nha anh em ha. À, con này mới về. Ờ, đang nhám hay không à, cùng 2021 đăng ký 2022 nha anh em. Nghe nhìn khủng lắm. Con này nó không mới thôi. Nhưng mà con này mắc tem rồi nha. Nhiều lúc chủ đi giống thích đi tem á lột hết á. 916 cái số này nè. Ờ 916 coi thôi. Dạ đúng rồi. 916 cái số này. Bao nay là y con mới không có chạy độ không đâm đụng gì hết nha. Đó và ngủ riêng hết trơn em ha. Đó. Đẹp long lanh nha anh em. Đẹp nha anh em ha. Cái 917 cái số nè. Ok, số là ok hết. Ok. Dạ. Con này bán là 43.800.000 bao rút hồ sơ cho anh em ha. 43.800 bao rút hồ sơ. Con này như xe mới đó. 900 mấy cây số như này ha. Okay. Dạ. Con này là bản màu màu nhám anh em, màu dạ. màu đen đen bạc á. Dạ. Rồi, tiếp tục màu đỏ đen này anh em. Đen bóng này. Con này rồi. Thì lên bảo vệ trước, phục trước này, dạ. Chống đổ này. Dạ, đầy đủ anh em ha. Chùm keo luôn anh em. Chùm keo luôn, mình xăng rồi tiền. Đi mua AK này. À, còn bô riêng luôn, chủ có đưa mình cái bô riêng cho anh em ha. Đó, chủ có đưa bô riêng luôn anh em cần có luôn. À, đề lên cái gì còn bô riêng luôn nha anh em nha. Còn bô riêng luôn nha anh em nha. Giá anh bán có 36.800.000 con này. À con này 36.800 à. Dạ, bao cuốn hồ sơ cho anh em nha. Bao cuốn hồ sơ cho anh em nha. Mua AK đi rất sướng. Dạ. 8.000 cây bên nha anh em ha. Đó, cây đẹp lung linh, anh em yên tâm. Đó, chụp. Đây là ảnh dán keo luôn nha anh em. Keo cũ luôn, keo mới luôn nha ha. Ok. Ảnh xe hết cho anh em. Rồi, Vision. Vision 12.800.000 bao con trứng bao ủy quyền nha anh em nha. 59Y2 nha anh em ha. Bao con trứng bao ủy quyền cho anh em. Có dòng 50 nè anh em. Có dòng 50 cũng vô mùa học rồi. Xe 50 nè. Dạ. Bữa có mấy thấy mấy anh chị nào mà có con em mà đi học á nên mua mấy con này. Mình mua xe mới mình đăng ký nữa thì nó cũng mất tiền.
Nói chung mình mua mấy con này đi tầm 3 năm sau mình đi học xong thì bán này hồ sơ cầm tay cho nên đỡ lỗ. Hồ sơ cầm tay, mấy con này em bán 15 triệu 800 ngàn, bao gồm 15 triệu 800 như xe mới á. Dạ đúng rồi. Còn con đây. Ở trong rỉ hơn con này 13 triệu 300. 13 triệu 300 cho con rỉ nè. Con trong con này 12 triệu 800. Đó, có dòng mô tô nè, mô tô chuẩn không nha anh em nha, không đâm đụng không té ngã nha anh em nha. Đó, con này là CBR mẫu cũ bản ADS nha anh em ha. Đó, con này nó đi mới có 10 ngàn cái chỗ. Mình bán con này giá là 36 triệu 800 bao gốm mô tô cho anh em nha. Thành phố Cao Lãnh luôn nha anh em nha, một thành phố Cao Lãnh anh em cứ yên tâm. Rồi, còn tiếp theo CBR hàng 2022 mình bán con này giá hàng cũ biết bao gốm mô tô cho anh em ha. Mình có con VCON nữa nè, mình bán mấy triệu nè, quay cho anh em nè. Anh em nào có con trên thì có hết bạn gì VCON thì giá mình bán của nó có 31 triệu con cho anh em nè ha. Dạ. Rồi con này. Con đây là màu vàng 2021. Xe này đi chỉnh. Màu vàng 8 nè, mẫu đặc biệt chùm keo nguyên con nha anh em ha. Chùm keo nguyên con 3.000 cây nha anh em nha, ô đô chỉnh, không vô nha anh em ha, ô đô chỉnh bán 40 triệu 800 ngàn bao gốm một trời cho anh em. Tiếp tục màu xanh bạc, xanh bạc, xanh bạc cho nên 2018 xe đại chạy đúng chất là 8.000 cây cho nên ha, mình bán 31 triệu 800 ngàn bao gốm một trời cho anh em nha. Đó rồi, rồi. Bên đây biển số 67 đi 8.959 tôi dùng đúng lô đô đàng hoàng cho anh em nha, 36 triệu 800 ngàn bao gốm một trời cho anh em nha. Bên mình có trao đổi xe cũ cho anh em, như mấy chiếc ô tô anh em mua xe đi đưa trước 2 triệu 3 triệu là nhận con xe cho anh em nha, góp qua 2-3 ngân hàng góp trong vòng 6 tháng 9 tháng 12 24 tháng cho anh em nha. Đó, xe thì không... nhiều để lên nay mình quay thêm cho vài dòng nữa cho anh em tham khảo à. Dạ. Anh em xem thì mình team chia sẻ mạnh mạnh á, có nhu cầu thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại này 0929 1129 các bạn qua Zalo nha, có người trả lời chụp hình chi tiết cho anh em nha. Thôi nãy còn mấy con chưa quay số nick đi. Số nick anh em, số nick này là nó cả 2019 nha anh em ha. Cái này 2019. 2019. Xe là chạy 5.000 cây. Bao luôn cho anh em là đúng 5.000 cây nha, không té ngã, không đâm đụng, không chất đầy hết. Mình bán 31.800.000 bao gốm hồ sơ cho anh em ha. 31 triệu 800. Dạ có ship á bạn. Dạ. Luy cọc 1-2 triệu là ship xe cho anh em ha, cọc 1-2 triệu là ship xe thôi. Đó, còn con hẹt nè, hai con hẹt 135 19 triệu con anh em ha. Đó, bao công chứng bao ưu quyền. Bên này xe kia nè, xe kia nè anh em 26 triệu 800 ngàn bao công chứng bao ưu quyền, đời này lắp đồng nè, xe chạy 8.500 cây anh em, bao anh em ô đô chuẩn hết cho anh em ha. Đó, một đồng cái tem riêng hết, không té không ngã nha anh em, máy riêng 100% nha, nói chung tiền nào của đó nha anh em nha, ô đô chuẩn. Đã thắng chưa giờ, đâm đụng chưa giờ, té ngã 268 nha anh em ha. Rồi Sonic, Sonic bên đây 31 triệu 800 ngàn luôn nè. Dạ con góp anh ơi. Dạ. Góp anh cứ tới đi. Dạ góp được trước 1-2 triệu không nợ xấu là được nha. Dạ không đừng nợ xấu, đúng 20 tuổi nha các anh em. Đó thì nếu anh em có nợ xấu thì nhờ một người thân người nhà đứng ra rồi xong rồi mình lấy xe về, mình đứng lấy hợp đồng mình góp anh em. Đó, rất là dễ, thủ tục rất là đơn giản anh em ha. Còn rồi. Ultimo của Yamaha hàng ít cao xăng đó anh em. Dạ đẹp xe anh Nhàn ơi, xe đây xe chính chủ à, xe chính đẹp. Chủ anh muốn rút hồ sơ, muốn sang tên, anh muốn công chứng với ủy quyền thì được đầy hết đủ anh em. Riêng ở chỗ này mình nhắc cho mọi người nha, mình quay thì có rất là nhiều chỗ, như chỗ này mình nói rồi à, chỗ nào chính chủ là chính chủ à, những cái mà cũng đề cập thì mình không dám hứa. Còn ở đây mình nói là xe chính chủ 100% này, ký chuyển nhượng mua bán hoặc là ở ủy quyền này, hoặc là sang tên đổi chủ này là ok nha mọi người. Dạ. Đó, cái khác biệt nhất ở chỗ đó ha. À, shop em ở Bình Dương lấy tiền, thiêu tiền. Nói chung mà đi giờ tối thì của anh em cứ gặp giao thông, vấn đề gì trục trặc này là pháp lý. Ví dụ phải có căn cước chủ, có hình hợp đồng mua bán đầy đủ hết ok cho anh em. Hỏi anh em phiền tới em, mà hỏi phiền tới anh em cho nó dễ anh em ha. Nói chung thì mua bán mới tối ăn ngủ cho ngon. Đó, ăn chi mình bán ví dụ chặt cũng mệt lắm. Bán con xe cho khách hàng nhiều lắm, con tháng khách hàng điện con xe đó thì cũng nhớ mệt lắm. Dạ phải có giấy tờ đàng hoàng, có sổ lưu đàng hoàng, chủ cả người mua người bán sao anh em ha. Dạ con này mình bán 9 triệu 8 con này nha anh em ha. 9 triệu 8. Dạ đúng rồi con. Rồi con hỏi anh em tháng năm mình có là 6 con này bán hết khách hàng của ủng hộ anh em. Còn có 3 con thôi. Rồi, rồi, sao, sao? 18 triệu 800 ngàn con này nha, nô da da nút anh em ha, da nút canh xanh 2021 nha anh em ha. Đó. Còn tiếp theo con phía bên 17 triệu 800 ngàn cho nút 100 đây, xe rất là đẹp long lanh nha anh em ha, 17 triệu 800 ngàn con này thôi nha anh em ha. Đó, biển số 67 Châu Đốc nha. Màu đen màu bộ anh em biết sao mình mê
tại mình toàn bộ là mình gốc mình Bình Dương nhưng mình chơi anh em ở An Giang, lái buôn cò lái rất là nhiều, tại xe dưới An Giang rất là sạch sẽ, rất là ok, người An Giang rất là ok. Họ nói sao là đúng như vậy chứ không phải là vấn đề gì. Đẹp hồi nãy mình vừa quay qua rồi bạn ơi, tí vô bạn tua lại xem nha. Chủ đàng hoàng ký về thông tin cửa hàng hết. Đó, giờ vậy. Với lại anh em thấy đường xá rất là sạch sẽ, xe ốc sáng rất là sáng sủa vỏ ok. Đó, mình luôn khoái xe sạch sẽ từ trong ra ngoài. Đó, cho anh em ha. Còn xe đây là dùng biển là mình cũng có, đặc biệt phương tiện dùng biển là mình cũng chơi anh em ha. Đây 68D1 anh em ha. Con này mẫu 2023 này anh em. 2024 à. À, 24 luôn. Này 24 luôn, đáp vỏ. Nói chung là ra ngoài kia giờ mua là 35 triệu. 1000 cây anh. À, còn bây giờ xe này 1000 coi thôi. Dạ. Mua rỉ hơn tầm hơn chục. Dạ. Đó anh em tự cân nhắc ha. Có anh em mua góp cái cặn cái visa để mình trước qua. Bữa nay ví dụ mua xe ví dụ có cặn nhà tên á, cho nên là 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu đổ lại cho anh em nha. Rồi. Thì phân khúc cho anh em ha. Đây quay Jupiter trước. Jupiter cho anh em. AB đồ đầu tí cho anh em. Dạ. Jupiter nha anh em. Mai kia mình tập trung mấy dòng Jupiter mới về rất là nhiều dòng. Jupiter bữa nay mới về nữa nè. Màu đỏ nè. Nói chung là về mình giờ màu đỏ, mình về màu bạc nữa. Không màu bạc, đang về có một số 60. Một ngang cái số đó nha anh em ha. Chỉnh xe luôn cho anh em ha. Đăng ký cho anh em ha. Mấy hàng này hàng bộ mẫu à. Dạ. Có mấy anh em thì có nói trên live luôn, mấy anh em trên chợ hồi nãy mình có nói khúc đầu á. Có nhiều anh em ở An Giang thì nó ở Thanh Châu, xe ở Châu Đốc, An Giang đâu. Xe Long An, An Giang lên đây nhiều. Thật sự mình thì nãy mình có nói rồi nghe ha. Có nhiều anh em con kênh ở chia trang sẻ về, cho về bán. Mình đây cũng mình lấy toàn vòng vòng đó anh em. Đó lái buôn mình xe chuẩn là lái buôn giao cho mình đó. Mình coi không dọn không té không ngã là mình mua anh em ha. Chứ nhiều của mình cũng ở đây cũng có mấy anh em mình điện hộ vậy mà cứ chia là bớt ví dụ xe mấy triệu mình đâu có vấn đề đó anh em. Đặt mình không cảm vấn đề, nếu anh em có coi like thì không cảm mình nha. Trời lúc anh em có buồn phiền. Dạ. Còn số 67 anh em E1 anh em ha. Còn này biển số 67 E1. Xe thẳng xe hết cho anh em nha. Đó. Mấy hàng đang có 2 ít còn con anh em bây giờ nói giá cho anh em biết rồi. Rồi này nó kêu 9000 cây anh em nha. Ô đồ chữ à, thẳng xe hết anh em. Nhìn thấy không? Con này 64 F em 64 F1 nha anh em ha. 64 F1 5963 Vĩnh Long. Dạ Vĩnh Long nha anh em ha. 64 F1. Còn cái dòng hẹp anh em nè. Dòng hẹp hàng 2X cho. Dạ. Anh em mua thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại là 0929 291129 á. Nhắn tin qua số đó nha mọi người. Rồi. Con này thì có ẹt 150 nữa nè. Cái bệnh bỏ đắt chứ bình ra đây bỏ đắt chứ quên rồi em 150 nè con này đẹp nha anh em. Hồi nãy nãy mình quay dưới kia là có con 16 triệu 2018 á, 16 triệu 800 à. Dạ đúng rồi, 16 triệu 16 triệu 800 thì con này đời nó thấp hơn. Dạ nhưng mà nó lại đẹp hơn đâu, con này cũng 28 chứ 28 anh 5.000 cây quá thì thằng y mùa xuân nha anh em ha. Ẹt thì thấp nhất là 16 triệu 8 anh. Dạ. Con này thì đẹp lắm nè. Con này 5.000 coi thôi. Dạ. Nghe thấy không? 5.000 coi thì có giá trị của 5.000 coi. Chưa nhất luôn nha anh em nha. Dây sơn đúng bát đúng toàn màu luôn, dây sơn hãng luôn như này nha. Còn màu hồng luôn như này nha, màu vàng màu hồng luôn. Vỏ anh em đút cái hút rồi đọt là bọn nó mọng giữa rồi, mọng nhiều như này. Mọng lú anh em. Bao giờ thợ mà còn nó mọng lú luôn anh em cứ yên tâm nha. Không có dính cày. Yên bọng đầy đủ hết cho anh em ha. Đó, nói chung cái hàng này hay ít bao tơ chứ gì lúc chứ cái anh gì mà hỏi mình có lo ai like một lần là anh đã anh chữ á thì anh có lên để anh mua con xe V1 mình bữa hỏi mình mua mình quay anh em thì anh nói rồi nhiều anh em nào chưa biết thôi, còn anh em mà nói đi tham khảo những cửa hàng khác là mới biết là xe ở đâu xe chuẩn quay đầu anh quay đầu đó lỗ luôn anh hiện lại mua cái con V1 mình á. Dạ. Ok 2X nha anh em, 2X có nghĩa là 21 triệu á. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp tục con bên này nữa nè, con này số 84 xe chạy 10.000 cây, ba anh em không đâm đụng không tán nhảy hết anh em ha. Ở đây đầy đủ xe chủ chính chủ đàng quê bán 23 triệu 800 ngàn để số cho anh em ha. 23 triệu 800 ngàn để số cho anh em. Tiếp tục con bên này, con bên đây cũng 23 triệu 800 ngàn mình góp đưa bao nhiêu à? Mấy con này 2 triệu, 1 triệu này 2 triệu là được. Dạ miễn có đưa là được anh em ha, hồ sơ trong sạch trong sáng được rồi đó, đừng nợ xấu ok ha, khoản vay ok là lộn xe giờ anh em. Con này phiên bản limited nè, limited nha anh em, bản này bản ok hết, xe đẹp lắm, long lanh nha anh em, tiền nào của đó nha anh em ha, từ trong ngoài trắng bóng hết cho anh em ha. Đó, đẹp long lanh. Mình hàng bán con này cái hàng là 23 triệu 800 luôn nha anh em. 23 triệu 800. Jupiter nè ha. Rồi Jupiter màu đen nè, có cặp màu đen, một con là tem vàng. Dạ, tem vàng. Một con là màu đỏ. Bản số 67 E1 anh em ha.
đó, 8701 là 46756 nha anh em ha. Đó, hàng 2X cho anh em. Mấy con này mấy chú đảm bảo coi là khi nào mà xem xe là dính. Dạ. Tại vì hàng không, hàng không dọn không tốt là anh em biết rồi, hàng zin mà. Dạ. Chỗ hỏi hôm qua kia có mấy anh kia cứ hỏi dòng Jupiter, ảnh quay lên, ảnh quay lên này, ảnh gửi cái video mà của mấy chỗ khác anh. Hán là cô Hồ xã coi Yamaha gì mình luôn á. Đó, coi làm gì mua được. Cái hè này 24 25 triệu Jupiter. Có đâu. Có giá này anh em nó thiệt chứ gì lắm mà. Mình nói tranh luận trên cái tin nhắn mấy chú mấy bác thì mấy anh em ha. Anh em mua xe bên đây cái dòng Jupiter này anh em cứ ra hẹn thật hảo. Ủng hộ rồi anh em ha. Có đâu mà giờ ra hãng cũng đâu phải coi chỗ nào cũng có con này đâu. Dạ. Nhiều lúc người ta câu like rồi các kiểu, anh em mình cứ để ý. Dạ. Anh em nào mà mua xe là cứ theo dõi là biết à. Dạ. Chứ còn nhiều lúc anh em không theo dõi thì cứ thấy người ta đăng lên có mua được đâu. Vấn đề là có mua được hay không á. Hàng có khách, đúng rồi. Vô khách anh em, vô khách hàng là cái hàng mà mình cũng quét nó cho luôn cả. Thì cái đó là này không có anh ơi. Lại coi anh em. Ở tại họ nó cũng nhiều nè, cái quay cái gửi thuốc vé của cửa hàng khác qua cho mình vậy xả giá vui tơ 24 gì cho mới anh em cứ tham khảo đi rồi ủng hộ mình dù tiền cũng còn của em xe còn của mình anh em ha, toàn bộ xe 23 24 thôi à, xe đời cao mai về con ngàn cây nữa mình nói chung mới chơi bằng phân khúc khách mà Yamaha nói chung dòng nào mình có là mình chơi hết, nờ với ít rồi đầy đủ các dòng cho anh em luôn ha, đời biết cũng có luôn đó. Xe nói chung cái chỉnh bán đẹp đẹp nó bán cho anh em, thấy xe nó nhìn mướt mắt, ok bán một hành mà mướt một mắt anh em thấy mua con hốt anh em còn gì nữa, còn bán gì gặp nhau cũng nhiều, nói chung là cũng nhiều thì nó không xa cho nó trong mà mua đồng mua đó anh em ha. Xe này biển số 81B1 nha anh em, 14.800.000 nha, xe chính chủ đang à vào 125 nãy em báo rồi 32 triệu 34 32 triệu là có xe xe đẹp nha, rút hồ sơ sang tên được bình thường nha, xong xong còn cái mẫu 22 rồi rút từ cái đầu ghế tới cuối ghế thì em thích con nào thì em trai mình nó cứ kết bạn là 0929291129 em sẽ gửi cho anh em hình chi tiết cho anh em coi nha anh em ha, rồi anh em cứ chuyển tập thì mình sẽ ok á, mình viết mua bán có giấy tờ đàng hoàng hơn quán bậy bạ bị pháp luật đâu nghe giấy tờ đã hợp lại mình bán con này Sigurd nghe này biển số 65H1 mình bán 14.300.000 nghe này 4.3 dạ, con này con này con ở con thái chín cái anh kia cũng hộ rồi 15.800.000 con này 15.800 dạ đúng rồi mấy con đẹp lắm dần như xưa mới ngoài dạ. Này có con mệt kinh biển số 66 này nè SH con này con này con chọn cái này ha con này chuẩn luôn nè con này cũng hàng chuẩn này đẹp luôn nè giỏ trước giỏ sau còn đúng 5.000 cây số nha cái này 5.000 cây số nha tay hãng là hãng nè còn mịn nè đó bao tay mình xem hàng là hàng zin nha không có thay nha không có thay nha không có ga nha nè thấy mấy cái tăng ga rồi lục ghép tăng ga dưới chưa mở luôn nha nè ha xe là chùm keo luôn 5.000 cây đúng chuẩn để anh em thấy không để nó còn bóng ngáo luôn nha nha không có chả bố luôn nha mấy góc để anh em luôn góc hết chưa dặn nha bao ok hết vỏ dày hết anh em nha, vỏ giữa nha. Con này giá sao? Trung tâm nha anh em ha. Cái này hàng trung tâm nha anh em. Đó, con này cũng bán 3 lít màu trời anh em ha, cái gì cũng đặt giá là nhiều anh em có. Đó, đi đi nha anh em trung tâm. Con này 5.800 nha anh em ha. Đó. Anh em này anh em gọi là coi nhiều lúc này lại coi con xe 17 18 triệu nhưng mà anh em sẽ hết thêm chút đỉnh để nợ tiền của đó anh em. Rồi. Mua con xe dụ như nó béo đi. Em ơi, hàng 4 quân nha anh em. 2024 luôn nè mọi người. Lấy được ra xuống nha. Đó, 2024 hàng 4 quên anh em nha. Đó, 86 V 124 89 cho các anh em ha. Đó, xe đẹp lâu lên 3.9 nha anh em ha. 2024 màu đen đồng anh em nha. Đúng mẫu 2024 bảy đặc biệt nha. Bảy này anh em giao hết 751-52 triệu bao tên cho anh em nha. Đó, bảy đặc biệt mà anh em. Rất là ok. Tặng xe không giúp trời anh em mua con xe này con xe mới rồi nè vỏ trước vỏ sau này con này gắn vô biển xin số là không biết còn mua xe cũ luôn dạ đĩa này nè bán không phải chất lượng như thế à đĩa này hè này phân khúc cao bảo hành 2 năm cho anh em nha bảo hành 2 năm là anh em cứ nghĩ à uy tín hay không tự hiểu à rồi tiếp tục khu chợ nè 17.300.000 anh em ha 17.3 biển số đâu anh dạ con này biển số 83 màu đen màu đen 2 quận 17 17.800.000 anh em
Còn bây giờ khu chợ đi, nãy giờ nó khu chợ. Còn giá từ 28 cho tới 31 thì bao cơ nè. 28 tới 31, ngàn xuống ngàn coi là nó đi ít nhất là 800 coi. Dạ, cho tới 1-2 ngàn coi. Cây 4 ngàn cây nha. Đó, nguyên cái lô này thì 28 cho tới 31 anh em muốn lựa con nào cứ tấu đó, tùy theo con nha. Đi ít ngàn coi, nhất là 800 coi á. Dạ, à, toàn bộ là bao rút hồ sơ hết á. Tại vì số lượng nhiều mình quay nước cho anh em. Đó, còn bây giờ à, AB nữa nè, AB rồi hàng nè. Hả? Con này bán 33.800 bao cuốn hồ sơ cho anh em ha. Đó, 33.800.000 bao cuốn hồ sơ. Đó. Xe đẹp long lanh hết cho anh em nha. Xe. Nói chung là AB đang nhám một. Một hay là mình rất là nhiều. Màu đỏ rồi này nọ, có nhiều cho anh em ha. Tiếp tục. AB 150. AB 150 cây chạy 12 ngàn cây, không dứt cây, không đâm đụng, không té ngã cho anh em nha. Xe đẹp long lanh. Giá bán 368 bao cuốn hồ sơ cho anh em ha. 36.800.000 có hồ sơ sẵn cho anh em về bấm biển trong trọng từng lễ nha. Hai con này bấm biển từng lễ nha anh em nha. Đó, anh em muốn là mua về từ sau có biển số luôn. AB màu đen. AB màu đen, mấy cái hãng bán khủng nha anh em ha. Mấy hãng này nguồn tiền của đó 2009 luôn. Hàng bảo mẫu. Con tai này thấy bệnh rồi. Muốn là cho quay chi tiết những cái con này cho anh em coi. Con này có 2.000 mới coi đâu. 2.600 cây. Hàng trung tầng cho các anh em nha. Đó, hàng này anh em đụng khóa cái con này thôi. 7D1 vậy nè, mình quay phim gì sao không? À bạn ơi, mình live stream mà mình live thì mình phải nói thôi, còn dạ, nếu bạn cảm thấy khó quá đi ra nha. Dạ, nói chung khỏi mất công để mình đừng nói. Dạ, ok, tiếp tục thôi. Mạng xã hội mà anh em đúng rồi, vui anh em coi, dù xe cũng còn có em, tiền còn có anh em mà, chứ anh em dù mình kiếm quá hết cũng tội cho tụi em cũng kiếm cỡ bây giờ là cũng con rồi mặt bằng rồi này nọ anh em ha. À, địa chỉ dạ, là 79 dạ, đường Cách Mạng tháng 8 á. Dạ, phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Các bên chợ Lái Thiêu anh em. Các bên chợ Lái Thiêu mình đã tới. Mọi người kết bạn qua Zalo nè. Zalo dạ, số điện thoại này á. Zalo dạ, số điện thoại này chia sẻ vị trí cho nha. Tại dạ, vì ở đây là bán hàng có nghĩa là bao rút hồ sơ sang tên hàng chúng á mọi người. Dạ, chuẩn chỉ cho anh em luôn á. Em muốn gì cũng có bên đây nha. Dù căn cước, số điện thoại hay hợp đồng ở đây là mình quay tiệm bên này thôi. Anh em chịu khó mình đăng ký vào kênh Xe Máy Giá Rẻ nữa để mình tham khảo cái lô mà những cái lô mà ví dụ như ẹt 155 nè, hoặc là pha ô rồi những cái đời cao hơn á. Dạ, có nghĩa là xe chất hơn nữa nha. Dạ, à Jupiter đen là 4 4 8 7 5 6 bao nhiêu tiền vậy hả? À Zalo nha, các bạn Zalo đi anh trai ơi, 4 6 7 5 6 nha. Dạ, số 67 đúng không? 0929 1129 anh em ha. Ở các bạn em mình gửi thôi cho em coi. Còn mấy dòng bên đây anh em, hai ba con này là 29 hết cho anh em ha. Đó, mấy con này là 28 triệu để bản số nha này ha. 28 triệu bản số 84, xe chạy 7.000 cây nha này ha. 7.000 cây. Tiếp tục con AB. AB. AB này là AB 2019 màu đỏ, đỏ bạc. 23.800.000 con này nha này ha. Okay. 23.800. Chuyển qua bên này con AB đầu bò này. AB đầu bò, con đây nè, AB đầu bò mà 2012 nha. Xe đẹp long lanh, sạch sẽ xe, không té không ngã, máy xin hết cho nên. Giá mình bán 10.800.000 con này nha anh em ha. Đó, anh em đi chán bao quay đầu lỗ 20 triệu. Đó, mấy dòng đây nó là AB 2015 nha anh em ha. Con 2015 bán tiếp cho tiền xe nha anh ha. Để số 87H1 mình bán có 17.800.000 nha. 18. Có đèn bi, đèn máy nhẹ nhàng. Đó, mấy gì ngu anh em không? Ít cao sang, mấy dòng anh em ít cao sang. Mấy dòng này chạy xuống. Rồi dòng. Con màu cam đen. Cam đen này 2013 có 67B1 luôn. 17.800.000 cho anh em ha. 17.800.000 cho anh em luôn. Đầy đủ chứng từ xe hợp lại hết em đi xong nha anh em nha. Chứ mong anh em bài con có quát ủng hộ em nha anh em nha. Đó, mình cũng chắc không được. Mình cũng vừa quay qua hết cái toàn bộ cái lô xe rồi. Mấy anh em vào sau thì có thể tua lại clip á. Dạ. Mọi người chịu khó kết bạn qua số điện thoại kia nè, 0929 1129 á. Dạ, kết bạn qua Zalo số đó để mà được hỗ trợ chụp hình chi tiết. Yêu mến những cái dòng nào thì mọi người nhắn tin á.